Ta trước Toyota Vios quốc dân và cũng là cái chiếc màn hình quốc dân cho anh em đây. Đây là cái sản phẩm màn hình liền cam 360 của ZTEC. Anh em đây là cái mã ZT Z18 360 nha anh em nhá. Thì đây là cái mô phỏng của cái ba cam 360 và cái hiện tại thì cái cam này em thì em chưa căn. Nếu xong căn thì cái hình ảnh nó sẽ vuông và trở lại hình ảnh như ban đầu. Nhưng đây thì em sẽ giới thiệu qua cho anh em đây. Đây là cái bộ cam 360 thì khi anh em xi nhan trái thì nó sẽ có hình ảnh của cam bên trái và khi anh em xi nhan bên phải thì nó sẽ có hình ảnh của cam bên phải. Và khi anh giả xi nhan thì nó sẽ có camera đằng trước hiển thị cho anh em quan sát di chuyển và đỗ xe. Đấy, ngoài ra khi anh em về lùi thì anh em có thể thấy là hình ảnh góc rất là rộng. Đấy, và nhìn rất là xa. Đó. Đồng thời thì với cái bộ cam 360 này thì lúc nào nó là ghi hình đồng thời cho anh em là bốn mắt cam khi mà anh em muốn xem lại. Ngoài cái tính năng đấy thì còn có tính năng giải trí. Anh em có thể thấy đây là cái giao diện chính của màn ZX ZT18 với hãng thiết kế rất là thông minh và thông dụng. Với ngày giờ, lịch âm và lịch dương đấy rất là thuận tiện cho anh em khi mà anh em di chuyển trên đường và hàng ngày anh em có thể thấy được giờ và ngày tháng đấy, và các giao diện option của cái màn này là anh em thấy thấy là hãng có thiết kế và đưa ra ngoài hết, anh em có thể tùy chọn, anh em giữ vào đây này đấy, thì anh em có thể đưa ra những cái tùy chọn cho mình mà mình cần thiết để nhắc ra đây. Còn khi mà anh em truy cập vào ứng dụng chính thì anh em cần vuốt sang này thôi đấy. Thì cái trong cái bộ màn này nó sẽ có những cái ứng dụng gì đây, đầu tiên sẽ là có bản đồ Vinmap Vinmap S2 cái cảnh báo cho anh em khi mà anh em đi trên đường, có cảnh báo tốc độ, cảnh báo giao thông, anh em rất là thuận tiện nha anh em nhé. Đấy, và cái thứ hai là có bản đồ, một cái bản đồ nữa là thông dụng hơn cho anh em đó là bản đồ Google Maps. Với bản đồ Google Maps thì anh em có thể sử dụng như trên cái bản đồ như trên cái điện thoại của anh em mình, anh em có thể ra đây dẫn đường, nhưng mà mỗi một cái bất cập đó là nó sẽ không có cảnh báo tốc độ. Còn lại thì có giải trí trên YouTube. Với ZTEC thì hãng đã thiết kế riêng cho anh em một cái phần mềm đó là ZT YouTube. Đấy là của hãng ZTEC phát triển dành riêng cho chiếc màn này, và có TV 360 để anh em có thể xem này. Đấy, và thứ hai là cái giọng nói của Kiki để tích hợp một cái khiển vô lăng để cho anh em ra lệnh giọng nói, anh em chỉ cần ấn vào đây đã. Mở video lại quên. Kết thúc cái câu lệnh thì ngay lập tức cái màn hình sẽ xử lý và mở cái video của ca sĩ Lệ Quyên cho anh em. Còn nếu như anh em mà muốn dẫn đường thì anh em lại gấn một cái phím khiển vô lăng trên xe này. Nếu như xe anh em có khiển vô lăng, mỗi khi mà lắp đặt thì bên em sẽ tích hợp hết hoàn toàn những cái phím này vào cho anh em này. Đấy. Dẫn đường đến sân bay Nội Bài bằng Vietmap S2. Rất là đơn giản nha anh em nhé, chỉ cần với một cái câu lệnh và anh em có thể nói và màn hình nó sẽ xử lý và đưa ra cái tốc độ xử lý rất là nhanh và đưa đến cái địa chỉ mà anh em cần đến và cần đi, và trên cái bản đồ này sẽ có cảnh báo tốc độ. Đấy. Và tất cả các anh em thắc mắc là lắp đặt thì là như nào, lắp đặt tất cả thì đều là cảm giác zin cho anh em 100%. Đấy, và chỉ cần bỏ cái màn zin ra, lắp cái màn hình này vào, và cái màn hình nguyên bản của nó sẽ là 7 inch và màn hình thay thế nó sẽ là 9 inch, to hơn, rộng hơn, cam sắc nét hơn. Đấy, anh em có thể thấy đấy ạ, cam cực kỳ sang nét nhá. Còn lại thì anh em nào mà đang tham khảo lắp màn hình nhá, mà anh em hay là anh em đang muốn lắp một cái màn hình cho chiếc xe của mình mà đang chưa biết có cơ sở uy tín lắp đặt màn hình chính hãng, thì anh em hãy đến với Akala Thái Nguyên. Bên em chuyên phân phối lắp đặt những dòng màn hình chính hãng bảo hành dài hạn cho anh em và chế độ hậu mãi rất là tốt. Cảm ơn anh em.